chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay thứ ba, cùng với giáo phận chúng ta hiệp ý cầu xin ơn thánh hóa cho gia đình. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thâm biếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao đổi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa vui ba loài nghe lời con thiên tha, tình thương men ấm u con ngày đêm, lần thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Xin mời quỳ. Lạy chuông, con tin thần có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chúng tôi cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thân dây, thì con tin vững vàng. Vì Chúa là đấng thông minh và chân thân vô cùng, đã ban truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trong tay vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên nghiệp đàng, xem thay mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép thân và lòng lành vô cùng, đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Giờ đây chúng ta cùng thanh lặng xét mình và thống hối tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phán nghênh lối nghĩa cùng Chúa. Vì con lo buồn đau đớn cùng chê ghép mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chịu cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lăn xa dịp tôi cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Xin mời đứng cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trích tin mừng theo thánh Matthew. Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: thật, thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón nhận thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh dễ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng kiêm ngưỡng thánh nhan Cha ta, đấng ngự trên trời. Các con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà thất lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Suy niệm đơn sơ, hồn nhiên, tin tưởng và phó thác là những đức tính của một trẻ thơ.
Chính sự đơn sơ của trẻ thơ là niềm vui và hạnh phúc của gia đình, làm vơi đi nỗi muộn phiền của bà mẹ và dịu mát đi những vất vả của người cha. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết sống tinh thần của trẻ thơ, đó là luôn biết tin tưởng, phó thác trong sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết sống tinh thần trẻ thơ trước mặt Chúa, luôn sống tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa. Xin cho các gia đình biết hướng dẫn con em mình đi đúng đường lối Chúa trước những gương xấu và tệ nạn đang tràn lan trong xã hội. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Xin mời đứng. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lần làm cho chúng con được sống, được vui, được cày ơn. Lạy Mẹ,
chúng con còn trao e và ở chốn khắp đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không lòng than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi bà là chủ bảo chúng con, xin nghe mắt thương xem chúng con. Đến sau coi đại xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Xin vâng như mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời sông suối nắng mưa. Xin vâng cho trọn tình tròn chưa hiểu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đau sợ cô liêu. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang gọi nhau cầu nguyện. Ta thiên này xin cho con tình đầy mong trong nhân. Lạy Chúa cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn từ thay. Xin cho lời chúng con thêm tôn cầu nguyện được tràn tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin cảm ơn gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan ngại, luôn tận tâm tận lực cùng phụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ xin cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang, chúng con trao gọi một sự hiểu lắng nghe. Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, người sau chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tịnh ra thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bàn tay sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.